Vai andar. Đứa này hơi đau xíu.
Alo. Alo Long ơi, à, hôm trước chị có tới làm chỗ em á kìa. Dạ. À, trưa nay em chị nói chị cho bé chị mắc rồi đó tới chỗ em á. Dạ dạ. Nhờ em làm cho bé giùm chị. Dạ. Chị dặn bé là vô lễ tăng ghi phiếu là yêu cầu chị Loan là được. À, buổi trưa mình đông khách không? Dạ không chị, buổi trưa vắng gì. Chị nhờ làm, tại vì khoảng 11 giờ chị nói bé tới thì em làm cho bé giùm chị với. Dạ. Để, chị làm đi thăm cái gì đó mới về để buổi chiều bác còn đi học. Dạ chị, dạ. Mẹ chạy xô nhưng mà hành về chị về chở hắn thì không kịp. Em mẹ cháu đi rồi đã tới. Dạ, dạ chị, dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Bé Như thì. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ.